Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Trà Vinh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra hai ổ dịch cúm gia cầm H5N1 và đã phải tiêu hủy gần 1.000 gà vịt mắc bệnh. Công tác tiêu độc khử trùng, khống chế dịch bệnh vẫn đang được thực hiện. Phóng viên Quốc Minh thông tin chi tiết từ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Hai ổ dịch cúm gia cầm mới nhất tại Trà Vinh được ghi nhận ở xã Châu Điền và xã Quả Ân của huyện Cầu Kè. Trại nuôi này của anh Kim Đông từng có tổng cộng gần 1.500 con vịt. Từ ngày 4 tháng 2, dịch bắt đầu chết. Sau đó 10 ngày, số lượng chết lên đến 530 con. Anh Đông mới báo với thú y địa phương. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bầy vịt dương tính với virus cúm H5N1. Ổ dịch còn lại xảy ra trên đàn gà 3 tháng tuổi, số lượng hơn 200 con. Lực lượng thú y tỉnh Trà Vinh đã phải tiêu hủy tổng số gà vịt là 996 con ở hai ổ dịch. Nguyên nhân lây bệnh đến nay theo người chăn nuôi là vẫn chưa rõ. Thường lúc trước cũng nuôi cũng có chết vài con lại gai hoài mà thường nghĩ cái dịch tả đâu biết trùng không à. Chứ không nghĩ cái H5N1. Tới bị cũng hơi nhiều rồi mới điện báo lấy mẫu lên thì Vinh lấy mẫu đó xét nghiệm đó. Những bầy dịch chỉ có 10 con, 20 con như thế này là một trong những lý do khiến cho dịch cúm gia cầm ở đồng bằng sông Cửu Long thường khó được kiểm soát. Bởi vì nuôi nhỏ lẻ thì cũng đồng nghĩa là tỷ lệ tiêm phòng thường ở mức rất thấp. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Trà Vinh, ở cả hai trường hợp phát hiện dịch bệnh, chỉ có 500 con vịt được tiêm phòng vaccine cúm gia cầm. Tổng đàn gia cầm của Trà Vinh hiện nay là khoảng 7,5 triệu con.